Ok, các bác thân mến, hôm nay kênh Chim Cụ Cái Hay xin giới thiệu cái clip số 27, có nghĩa là đăng ngày 27 tháng 11 năm 2019. Thì các bác thân mến, đây là những cặp chim bắt đầu tách làm ra dàng để tách giống. Giống này là giống Bắc Mã Ngỗng Phấn Hồng luôn, bộ to. Đấy, các bạn nhìn các đầu cánh và các lông của nó không bao giờ có cái mạ xẻ, mạ lốt trắng điểm gì cả. Đấy, các bạn nhìn ở đây là những cái đôi này là thực ra là mình cũng dùng vú nuôi và bản thân mình cũng bón nên là cái độ thuần cũng rất là cao. Đấy, mình đăng cái clip này đặt tên là clip số 27 để cho các bác nào mà muốn có được những cái cặp chim giống chuẩn thuần. Thường cái loại này là Mã Ngỗng Phấn Hồng nha các bạn nhé. Bộ rất là to và âm của nó là âm thổ, cái tông của nó là âm thổ anh em ạ. Đấy, các bác cố gắng là tìm đến những cái nguồn chim. Đấy, các bạn nhìn rất là sáng chim. Đấy, chân đỏ màu gạch non. Thì cái kênh Chim Cú Gáy thì luôn luôn ra những cái video mà nó mang tính chất là để cho các bạn tìm hiểu từng cái clip một. Và nếu như cái clip nào mà ứng với cái nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể alo cho bên đồng chí Thao quản lý cái kênh Chim Cú Gáy Hay, là số điện thoại là 033 5305 982. Đấy, các bạn nhìn rõ từng cái tư thế con chim bộng và cái màu lông cũng như là chân. Thực ra cái loại này là độ tuổi nó bắt đầu là độc lập và ăn lúa được rồi các bạn nhé. Các bạn nên tìm cái giống này là các bạn thấy là nó rất là đẹp và rất là sáng sủa. Đấy. Đây là cái thông tin của cái kênh Chim Cú Gáy Hay các bạn ạ. Thông tin chính thống luôn.